Ok, xin chào anh em. Hiện tại thì mình đang quay ở một khung cảnh rất là đẹp, và nếu trong cái thời tiết này mà anh em đi chụp thì chắc chắn là sẽ ra được những cái bức ảnh cực kỳ tuyệt vời với một cái ánh nắng mùa thu như thế này. Với cái việc mà anh em sẽ đầu tư rơi vào cỡ khoảng tầm 7 triệu rưỡi cho một bộ máy ảnh đẹp long lanh như mới, thì ở đây mình hôm nay mình sẽ giới thiệu tới anh em một bộ 50D kèm với ống kính, đó là ống kính 17-85mm USM. Đây là một bộ ống kính và máy cực kỳ đa dụng và cho một chất lượng hình ảnh rất tốt nếu không quay phim nhé. Bộ máy này chắc chắn là sẽ không dùng để quay phim vì 50D chưa có tính năng quay phim. Hiện tại máy cũ Hà Nội đang có một rất là nhiều bộ 50D đẹp như mới kèm với ống 17-85 đẹp như mới. Ok, đến với intro và tìm hiểu tại sao chúng ta nên chọn bộ 50D kèm với ống 17-85 với một cái giá thành khoảng 7-7,5 triệu cho full bộ này có đắt hay không. Ok, intro ngày hôm nay nhé. Ok, như các bạn thấy trên tay mình hiện tại đang có một chiếc 50D và một chiếc ống kính 17-85. Thì thực ra là cái bộ này đã ra đời từ rất là lâu rồi. Đến thời điểm hiện tại thì đã đến ra đến đời 90D, tức là nó hơn con 50D này tận khoảng 4 đời rồi. Vậy thì 50D có cũ không? Thì xin trả lời với anh em là trên thị trường 50D bây giờ có những chiếc máy lát toét luôn, chụp 200-300.000 shot. Đây mặc dù không phải là một chiếc máy chuyên nghiệp nhưng họ đã chụp lên đến 200-300.000 shot. Còn trên tay mình đây là những bộ máy được nhập khẩu ở thời điểm hiện tại, cuối năm 2020. Đây, như trên tay mình đang có một chiếc máy 50D như mới. Anh em có thể thấy, như mới. Chỉ chụp được khoảng 200 cho đến khoảng tầm 5.000 shot thôi. Máy còn cực kỳ đẹp, ống kính như vậy. Ống đã ra đời rất lâu nhưng mà chữ nghĩa các thứ này như mới. Với một cái bộ máy mà đã ra đời lâu như này, nếu mà anh em mua những cái bản mà cũ á, thì có thể là full bộ nó chỉ có giá khoảng 3-4 triệu cho cả bộ này. Nhưng với những cái bộ máy hiếm và đẹp như này thì các bạn sẽ cần phải bỏ ra một mức kinh phí khoảng 7-7,5 triệu full bộ, đã bao gồm phụ kiện túi và thẻ và một bộ máy siêu đẹp. Vậy thì cái việc mình bỏ ra gấp đôi lượng tiền so với bộ máy rất cũ thì có đáng hay không, thì mình nói luôn là rất xứng đáng, bởi vì các bạn cầm mà cảm giác nó như máy mới luôn đấy các bạn. 50D là một chiếc máy của dòng Semi Pro, nó mang trong mình cái vỏ, đó là vỏ Maze, thiết kế chân thẻ CF. Ở đây thì là hoàn toàn những cái thiết kế của dòng máy Pro thời kỳ mà 50D ra đời nha anh em nhé. Đến đời 60D thì họ thay đổi một chút, đó là nó đã chuyển sang màn hình xoay lật và vỏ nhựa. Chính vì thế thì 50D thì nó mang lại chúng ta một cái nhiều quá. Chính vì thế thì 50D mang lại chúng ta một cái cảm giác cầm nắm cực kỳ chắc tay. Như trên 50D trên tay mình ở đây, tay mình thì khá là to và dài nhưng cầm vào nó sẽ rất là vừa vặn và vừa khít. Hơi không phù hợp lắm với những anh em mà muốn một bộ máy nhỏ gọn, có thể đút ngay vào túi quần hay đút ngay vào những cái đồ nhỏ để mang đi lại tiện. Bộ này sẽ to, hầm hố, ngay cả chiếc ống của chúng ta cũng vậy. Rất to, hầm hố, nếu các bạn quay hút trở lại và lắp thì nhìn chúng ta sẽ có một bộ máy ảnh cực kỳ chuyên nghiệp. Cùng với đó thì 50D là dòng 2XD, chính vậy thì nó có màn hình phụ hiển thị đầy đủ các thông tin liên quan đến ISO, liên quan đến các cái thông số để chúng ta có thể nhìn trực tiếp trên màn hình phụ như thế này. 50D thì có một điều vừa lợi vừa hại, đó chính là dùng thẻ CF. CF là một dòng thẻ rất là bền dành cho các máy chuyên nghiệp, nhưng ở đây thì chúng ta bắt đầu với 50D thì thẻ CF nó sẽ hơi đắt một chút. Như vậy nó sẽ là một cái rào cản nhỏ nhỏ xíu, sẽ là một số bạn không thích. Thẻ nó rất là to, khi các bạn cắm vào máy tính thì các bạn cần một dây chuyển đổi hoặc là đồ thẻ, nó lại không tiện như thẻ SD. Đây là mình thấy là một điểm trừ trên chiếc 50D. Một điểm trừ thứ hai thì mình nghĩ là đó chính là cái hệ pin thì tương đối cũ, đó là pin 511A. Thì bây giờ nó cũng, các bạn sẽ chủ yếu là phải, nếu mà mua thêm thì mua thêm pin 4 thôi, chứ cũng không còn nhiều pin zin còn tốt nữa, vì nó cũng phải chấp nhận vì máy ra đời khá là lâu. Nhưng mà bù lại thì chúng ta có một chiếc máy chụp liên tiếp rất là nhanh, rất là thích. Nó thích hơn cả 60D ấy. Đôi khi mình có cảm giác, các bạn nghe thử nhé, thấy không? Cực kỳ nhanh, cực kỳ chuyên nghiệp. Mức ISO cũng khá ổn, màn hình thì to, chất lượng thì màn hình rất là tốt rồi. Đến đời 50D thì màn hình đã rất tốt, tốt hơn 40D rất là nhiều, màn hình 3 inch. Ở đây thì chúng ta có một chiếc ống kính có motor lấy nét USM. Chính như vậy khi các bạn vận AF thì bạn hoàn toàn có thể xoay được vòng lấy nét, tốt hơn rất nhiều so với những chiếc ống kính viền trắng. Thì đây là dòng ống kính viền vàng Ultrasonic.
ống thì đã được trang bị một cái bộ chống rung xịn lên tới 4 stop, gần gần ngang được với lại các dòng đời của L, dòng L, viền đỏ cả lông. Ống này thì có khẩu độ từ 4 cho tới 5.6 thì đây là một cái khẩu độ cũng không phải là lớn nhưng cũng không phải là nhỏ. Mình nghĩ là một trung bình cho một chiếc ống với một cái tiêu cự rất là đẹp, từ 17 cho tới 85mm. Có một điều đặc biệt và rất hay ở cái dòng ống này đó là một cái tiêu cự tương đối là ổn từ nhà cho đến trường, tức là vừa đủ rộng, vừa lo mồ và vừa tê lê, và hoạt động rất là hoàn hảo, rất là mượt mà. Và bộ 50D với ống kính này thì sẽ rất là phù hợp với cái việc các bạn chụp đa dụng, chụp mỗi thứ một chút phong cảnh, một chút đời thường, một chút du lịch, một chút chân dung. Ở tiêu cự 85mm là tiêu cự vàng cho chân dung, và khẩu độ 5.6 thì chúng ta cũng có một chút xóa phông vừa phải, vừa đủ tốt, không đến mức mờ mịt được như khi các bạn dùng 50STM, nhưng mà vẫn đủ dùng. Và cái chất lượng thấu kính, chúng ta thấy ở đây là chất lượng thấu kính của dòng 1785 này thì tốt hơn chất lượng thấu kính của dòng kit 1855 khá là nhiều, bởi vì phần đầu cũng như là phần đít của ống kính thì được thiết kế rất là lớn, cho được một lượng ánh sáng đi qua rất là nhiều, giống các cái dòng L, len L ấy. Một cái điều đáng chú ý nữa là chúng ta sẽ có một chiếc ống zoom nhưng lại viền kim loại cực kỳ chắc chắn, hoạt động bền bỉ. Cảm ơn đây. Đó. Trên ống thì được thiết kế một cái cửa sổ trời giống như các dòng L Luxury. Ở đây chúng ta sẽ viết được cái khoảng cách tiêu cự được tính bằng feet và được tính bằng mét. Ống này có một điểm chú ý nữa là nó có khả năng chụp close ups, cô chụp macro một chút. Đó, chúng ta đẩy lên khoảng cách gần nhất là 0.35m tính cho đến cảm biến. Và như vậy thì chúng ta có một bộ máy thực sự này, khoảng 7-7.5 triệu như mới, chuyên dành cho chụp ảnh. Chụp khả năng lấy nét tốt, có màn hình phụ, body cực kỳ bền bỉ. Ở đây chúng ta có một chiếc ống dòng trung cấp, motor lấy nét USM Ultra Solid, thiết kế thấu kính được thiết kế bằng thủy tinh thay vì bằng nhựa những chiếc ống kính kit khác, có khả năng chống rung lên tới 4 stop và cái tiêu cự chụp từ nhà đến trường. Thì thực sự mình khá ấn tượng với bộ máy như này. Bây giờ giá thì dòng như máy như mới này thì cũng rất là rẻ, 7.5 triệu, rất là dễ để anh em đầu tư, chống chỉ định cho những bạn nào mà thích những bộ máy nhỏ gọn. Bộ máy này là to, hầm hố, hoành tráng để bắt đầu, để sau này anh em có thể lên cái dòng chuyên nghiệp. Chống chỉ định với những bạn thích quay phim, bởi vì dòng này có thể bạn hack có thể quay phim được, nhưng không có tiếng thì nó không hay lắm. Lên dòng máy này sẽ dành cho anh em chụp, chụp và chụp. Ok, hy vọng rằng hôm sau mình sẽ có một bài trên tay chi tiết với một góc nhìn mới POV, và mình sẽ chụp trực tiếp add preset đặc quyền của máy cũ Hà Nội vào để anh em có thể thấy trực tiếp được chất lượng ảnh đến từ 50D và ống kính 1785. Và hy vọng rằng anh em thấy video này sẽ hay, hữu ích cho anh em, có thể chia sẻ giúp mình, có thể comment ngay những cái chủ đề mà các bạn muốn mình sẽ làm phục vụ anh em. Đăng ký kênh, ấn vào chuông để nhận những thông báo sớm nhất. Các bạn nào muốn mua máy ảnh tham khảo giá có thể trực tiếp vào website mayanhcuhaloi.com hoặc ấn vào các đường link fanpage phần trong mô tả của mình để có thể nhận được những sự hỗ trợ hướng dẫn tốt nhất. Ok, cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye bye.